Nhìn mắt khó. Các bạn đang học bài 71 tương với phần 7 bài 26 quyển 2 giáo trình Hán ngữ phiên bản mới. Đầu tiên là từ thua. Shu. Shu. Âm Hán Việt là thâu. Đã không thua mà, nguyên văn là không có thua à. Mấy hiểu xu à? Mấy hiểu xu à? 刚切脱还没输，还没输，来拖了，又输了，又输了，来拖了，对吗？又输了吧，又输了吧。 Đối các bạn lại thua rồi đúng không? Nhìn mân tuệ ý Yếu su là bà. Nhìn mân tuệ ý Yếu su là bà. Bây giờ là từ thắng Yến Yến Âm hắn biệt là doanh Đã không thua Thắng rồi Mấy yếu su 赢了没有输赢了我们队赢了我们队赢了万名堂作我们赢了我们赢了 Lần này bọn mình thắng rồi。这次我们赢了。这次我们赢了。Hay hỏi lại, đối các bạn lại thua rồi phải không? 你们队又输了吧？你们队又输了吧？Không có, không. Dùng phủ định cho quá khứ Mấy dấu Lần này bọn mình thắng rồi của mấy yến của mấy yến Bây giờ cách nói tỷ số mấy mấy Nguyên văn là mấy so với mấy Chỉ bí chỉ 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 Bỉ Chỉ Chỉ bí chỉ Chỉ bí chỉ Tỷ số hai một nguyên văn là hai so với một, R-B-Y Hay thử nói ba một, san

Không có, lần này bọn mình thắng rồi. Mấy 没有这次我们赢了。trợ Tỷ số mấy mấy? Chỉ bí chỉ. Tỷ số hai một. 二比一，二比一为什么得球门，祝贺，祝，祝，贺，贺，祝贺，祝贺，梦干嘛 Chúc mừng công ty các anh. Chúc mừng công ty anh. Hãy hỏi lại từ đầu một lần nữa, Đội các bạn lại thua rồi đúng không? nhưng mấy tuổi ấy dù su là bà không không có lần này bọn mình thắng rồi 没有这次我们赢了没有这次我们赢了 đi số mấy mấy 几比几 chỉ bí chỉ tỷ số hai một hai bí y bí chúc mừng các bạn chúc mừng các bạn. chúc, mừng các, bạn. chúc mừng các bạn. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Rút tiền. Chuy chén Trước tiên giới thiệu một chút Xin giới thiệu một chút Cú mới Chiều xin Bệnh viện Y viện Phim điện ảnh và phim truyền hình 电影和电视剧。C 哥，阿姨，làm phiên dịch, tăng ph gầy hay rộng trật, p sẩu, 二十一岁，八点减十，差十分八点，得跟车。下午才午饭，方便。我问一下。 Cứ đi về hướng đông. Y trí Hoàng tung Dậu. Đi vào trong thành chơi. Chuyển lì Người lái xe taxi. Chu du trưa sư chi. Ngồi xe số 375. 坐三七五路车，ời, 说很多话，说来又一轮，再说一遍，đầu, ốt, ho, 头疼、发烧、咳嗽。

Liếu lỷ Chắc là cũng được Hay cưới ý bà Alo Quấy Bạn học cùng trung học Trung学同学 Gọi điện thoại cho con cái ní giá điện khoả Quên mở máy rồi. Hoàng khai chia lỡ. Nhận điện thoại. Chia điện thoại. Điện thoại kêu rồi. Điện thoại chẳng lỡ. Đá bóng. Thịt rú chiếu thi đấu với đội đại diện lưu học sinh. Cơn liều xứa sân đại biểu tuổi bị xài. Thua. Xu. Tỷ số mấy mấy. Chỉ bí chỉ. Thắng. Yến. Chúc mừng. 祝贺。